Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự phân biệt. Ý nghĩa của sự phân biệt là gì? Hành động nhận thức ai đó hoặc một cái gì đó không giống nhau và thường coi là riêng biệt hoặc khác biệt. Phân biệt sự khác biệt mà không phân biệt chủng tộc, giới tính hoặc tôn giáo, cũng như sự khác biệt, phân biệt sự khác biệt giữa ngụ ý và suy luận. Phân biệt hợp lý là gì? Các quốc gia, chính quyền, địa phương của họ không thể tạo ra sự phân biệt bất hợp lý giữa bất kỳ tầng lớp nào. Phân biệt đối xử, thành kiến, không công bằng, phân loại hợp lý, chính phủ phải có quyền phân loại, phân biệt giữa các cá nhân và các nhóm. Vượt qua sự phân biệt là gì? Vượt qua có nghĩa là làm thực sự đạt được, rằng bạn đã làm được. Nhưng khi vượt qua một cách khác biệt, nghĩa là bạn đã vượt qua, nhưng không chỉ vượt qua, bạn đã bỏ công sức, kỹ năng và tài năng của mình. Bạn đã làm được như bạn muốn làm nhiều hơn và là chỉ đạt được nó. Bạn đã đạt được nó nhiều hơn như hầu hết những gì không thể vượt qua với. Phân biệt pháp lý là gì? Từ Wikipedia, bắt khoa toàn thư miễn phí. Sự khác biệt là một nguyên tắc theo luật nhân đạo quốc tế điều chỉnh sự sử dụng vũ lực hợp pháp trong một cuộc xung đột vũ trang. Theo đó, những kẻ tham chiến phải phân biệt giữa chiến binh và dân thường. Sự khác biệt giữa phân biệt và dân tự dự là gì? Danh hiệu và sự khác biệt là hai thuật ngữ được sử dụng trong ngữ cảnh của hệ thống giáo dục và xếp loại. Sự khác biệt chính giữa sự khác biệt và danh dự là sự khác biệt đề cập đến điểm số cao trong hệ thống chấm điểm, trong khi danh dự chỉ một loại bằng cấp. Hàng hóa sự phân biệt xã hội là gì? Hàng hóa mang tính xã hội phân biệt là hàng hóa có giá trị cao trong xã hội. Nhu cầu của những sản phẩm này là rất lớn nhưng không thể cung cấp đủ số lượng. Nhưng đồ vật này có vô giá và không thể mua được bằng tiền. Sự khác biệt văn hóa là gì? Sự phân biệt văn hóa, thế giới quan, một tập hợp các nguyên tắc phi phối, cách chúng ta sống và tương tác với người khác. Những nguyên tắc này khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn đến, xuất thân của bạn, vân vân. Văn hóa ảnh hưởng đến nhiều đến bản thân và nhận thức, các bạn nghĩ và cảm nhận về bản thân. Sự khác biệt giữa sự phân biệt và phân biệt là gì? Sự khác biệt là một công việc chung trong hơn chỉ để đề cập đến các hợp tập hợp các thuộc tính khác nhau giữa hai hoặc nhiều thứ trong một tập hợp. Phân biệt cụ thể hơn nhiều và thường phân tách một mục ở trên và xa hơn các điểm khác biệt khác nhau. Sự khác biệt mà không có sự phân biệt nghĩa là gì? Sự khác biệt không có sự khác biệt. Một cách diễn đạt thông tục được sử dụng bởi một người muốn nhận ra rằng mặc dù tồn tại sự khác biệt về ngôn ngữ hoặc khái niệm giữa bất kỳ số lượng chọn nào, nhưng bất kỳ sự phân biệt nào như vậy đều thiếu hiệu quả thực tế đáng kể. Phân biệt rầm rộn là gì? Danh từ phân biệt, sự khác biệt giữa hai thứ giống nhau. Có sự phân biệt rõ ràng giữa các phương ngữ được nói ở hai vùng. Công ty này không phân biệt giới tính. Thêm ví dụ, đó là đôi khi rất khó khăn để vẽ một phân biệt rõ ràng giữa các ý nghĩa của các từ khác nhau. Tầm quan trọng của sự phân biệt là gì? Tầm quan trọng của sự phân biệt được chứng minh bằng sự tồn tại của các hiện tượng khác nhau trong tự nhiên. Mỗi khi hiện tượng xứng đáng có tài liệu riêng, phân biệt phân nhóm và có thể tái tạo. Sự phân biệt văn hóa là gì? Sự phân biệt văn hóa là một tập hợp các nguyên tắc chi phối cách chúng ta sống và tương tác với người khác. Những nguyên tắc này khác nhau tùy thuộc vào các nơi bạn đến, xuất thân của bạn, vân vân. Văn hóa ảnh hưởng đến nhiều đến bản thân và nhận thức, cách bạn suy nghĩ và cảm nhận về bản thân. Những ví dụ về sự khác biệt văn hóa là gì? Một số ví dụ về sự khác biệt văn hóa liên quan đến nơi làm việc bao gồm nhân viên trẻ hơn
hoặc lớn hơn đồng nghiệp của họ. Nhân viên có bằng cấp cao hơn những người khác tại nơi làm việc và những cá nhân lớn lên ở các khu vực đô thị hoặc thị trấn nhỏ. Phân biệt nghĩa là gì? Đánh dấu hoặc phân biệt là khác nhau. Khả năng phân biệt âm thanh của anh ấy là tuyệt vời. Nhận biết hoặc ghi nhận khác biệt. Phân biệt để phân biệt giữa đúng hay sai. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.